mời phần nhận xét từ ban giám khảo và mời danh ca Phương Dung. Em hát rất truyền cảm, cô không có một cái gì nói nữa. Dạ, có thể cho em hỏi là các anh đang trò chuyện điều gì có được không ạ? Tôi có nói với Thế Châu là ông thấy cái hình ảnh này giống có ông hồi nhỏ ghê á. Sao tôi đứng, tôi ngồi ở đây tôi nhìn anh giống, chàng này giống Thế Châu hồi đó đi hát chung với tôi cũng y chang vậy đó. Mới kết nạp con nuôi của người ta đó. Ủa vậy hả? Ủa trẻ anh Châu đẹp trai vậy hả? Trời ơi. Hai cha con mình mà thi đẹp trai là nhất nhì à. Cứ trai nhất nhì, con nhất trai nhì vậy đó. Không ai hơn hết trơn. Ông này cũng đẹp nhất nhối lắm. Cái cách biểu hiện thì rất là, xin lỗi nha, rất là cũ. Rất là cũ nhưng mà rất là mộc mạc. Chủ yếu là trình bày cái giọng hát của mình, truyền đạt cho khán giả. Nhưng mà chính cái đó là tha mình giữ cái cũ còn hơn là sáng tạo mới. Bây giờ đó là con đó mà thể hiện như vậy cũng giống như giám khảo Nguyễn Chính Tính nói, gợi lại nhớ cái ngày xa xưa mà ba chập chững mới bước vào nghề. Nó y chang vậy đó. Nó rụt rè mà nó rất là chất phát, chân chất. Dạ. Nha. Dạ. Rồi chúc mừng cái tiết mục của con. Nếu như anh Chánh Tính nói là em giữ màu sắc cứ cũ như thế thì chúng ta cứ hát cũ luôn. Còn nếu chúng ta sáng tạo về cái hình dáng, về cái cách xử lý thì sáng tạo hẳn luôn. Em có cái màu sắc của em và thấp thoáng đâu đó một hình ảnh của anh Thái Châu. Và chị nghĩ rằng anh Thái Châu đừng có buồn khi mai mốt con anh sẽ nối nghiệp anh và có thể thay thế vị trí anh. Hơn cái đó anh. Vui chứ sao buồn được. Hơn cái anh. Đó là hãnh diện và vui. Dạ. Ba mua vé vô xem con hát. Chúc mừng em. Bây giờ chúng tôi đang trông chờ số điểm dành cho ca sĩ Hồ Việt Trung. Xin mời danh ca Thái Châu. Mời điểm. Xin mời giám khảo Đông Đào. Mời điểm. Xin mời nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tính. Mời điểm. Và điểm số từ danh ca Phương Dung chúng ta sẽ được biết ở cuối chương trình. Quý vị khán giả ơi, với tất cả những cảm xúc và tình cảm đó, hãy dồn vào điểm số của mình đi ạ. Xin mời. Và thưa quý vị, điểm số mà 100 vị giám khảo khán giả đang có mặt tại trường quay dành cho Hồ Việt Trung là 9,7. Chúc mừng ca sĩ Hồ Việt Trung đã có một màn trình diễn rất là thành công. Và quý vị khán giả đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ ơi, nếu yêu mến Hồ Việt Trung, hãy đừng quên nhắn tin bình chọn cho anh với mã số là 01 quý vị nhé. Thưa quý vị, nếu như Hồ Việt Trung ngay những tập đầu tiên được danh ca Phương Dung ưu ái đặt cho rằng là một giọng ca đầy chất bolero, thì ca sĩ Phương Trinh Jolie lại chinh phục giám khảo Phương Dung bằng sắc vóc nè, dáng vẻ tuyệt đẹp trên sân khấu. Và nếu như quý vị theo dõi suốt 8 tập thì sẽ thấy là Phương Trinh còn rất là rụt rè ở những bài hát đậm chất bolero. Cái sắc đẹp của con đó, nó đã chiếm được 6 điểm rồi. Cái giọng hát của Trinh đó, lên cao cô thấy không có xét, chỉ có những cái phần xuống thấp và những cái đoạn mà mình diễn tả thì chưa được như cô Phương Dung mong muốn. Thưa quý vị, thế nhưng ngày hôm nay trước tượng đài Bolero Phương Dung, Phương Trinh Jolie đã lựa chọn một ca khúc rất là nổi tiếng qua giọng ca của nữ danh ca. Đó chính là một sáng tác của nhạc sĩ Lê Mộng Bảo, ca khúc Đổi Thay. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với phần dự thi của Phương Trinh Jolie. Lá xa cành theo sầu từ tuổi xanh, anh bỏ đi rồi buồn lắm anh ơi. Đời người con gái một lần mất người yêu tan cả cuộc đời. Ủa chị Trinh, trời ơi, vô đây, bữa nay chị diễn hay quá à. Em ngồi trong đây em khóc hết nước mắt luôn á.
Ủa khóc sao mặt cười tươi dữ vậy? Thì thấy chị diễn hay quá phải vô cười chúc mừng chị chứ. Cảm ơn em nha. Công nhận nha, cái vở nào của anh Phương viết á chị diễn cũng hay hết á. Khán giả người ta khen nhiều lắm á chị. Chị chuẩn bị đi, một lát chị về chung với em nha. Ờ, em thấy anh Phương đâu? Hồi nãy em có gặp anh Phương ngoài kia á. Anh Phương nói là anh Phương không có đưa chị về được. Ảnh gửi cho chị cái này nè. Thôi, em vô thay đồ trước nha. Em à, lẽ ra giờ này anh đã đến đón em. Thay vì gửi đến em những dòng này, cảm ơn em đã là cô đào đẹp trong những vở kịch của anh. Cảm ơn em đã là tình yêu của anh. Xin lỗi đã không ở bên em, đi chung cùng em quãng đường còn lại như anh đã hứa. Mình kết thúc em nhé, tạm biệt em. Hoa khôi đường
chân tôi đến từng nhịp bước lẻ loi xin một mình thôi. Đường chân tôi đến từng nhịp bước lẻ loi xin một mình. Ngay bây giờ sẽ là phần nhận xét từ phía ban giám khảo. Vâng, xin mời danh ca Phương Dung. Bài hát này Phương Trinh hát và diễn làm cho cô cảm động. Nó có một cái sự xúc động rất thật trong lúc Trinh và người bạn diễn đó đứng trên sân khấu. Em đi một bước rất xa là em hát có cái sự nức nở trong lúc em phát âm. Và một điều quan trọng mà cô nhắc Phương Trinh á, cái đoạn giữa em hát hơi chinh. Anh ơi thôi hết rồi. Chữ anh ơi em hát thấp, cái đó là sai cái kỹ thuật. Còn ngoài ra tất cả cô không có một cái lời nào để chê trách em. Tới Phương Trinh thì mình là thấy bé hát á, mình cảm thấy là nó thật quá đi. Mà bé là bé có một cái lợi thế, bé từng là diễn viên nữa. Cho nên bé hóa thân vô cái nhân vật trong đó giống như là mình luôn vậy đó. Cho nên là với một người ca sĩ và một giọng nữ nữa và một cái câu chuyện nó quá thảm như vậy. Thấy Phương Trinh rưng, đạo như này rưng theo luôn. Có lẽ là mình chỉ đồng cảm thôi. Và có nói với anh Thái Châu, anh Thái Châu ngồi đây khen mình cứ nói đã quá. Đã ở cái chỗ như thế này, một người em gái trẻ tuổi mà chấp nhận tham gia vào cái dòng nhạc như thế này là đã là một cái thử thách to lớn lắm. Ví dụ giờ kêu tôi hát nhạc Việt, trời đất ơi chắc chết quá. Tôi đâu có biết nhảy, phải không? Thành ra giữa cái trường phái này qua một cái trường phái khác, cả một cái thử thách. Mà riêng Jolie Phương Trinh đó, mỗi một cái vòng thi có một cái màu sắc, có một cái sự tiến bộ. Mà riêng cái vòng thi này với cái bài đổi thay, tôi rất là hồi hộp đó nha. Không phải là dễ hát đâu. Mà khi em hát mới có nửa bài thôi, chưa đến điệp khúc, tôi đã yeah ở bên này rồi. Tuyệt vời quá. Như thế là quá ăn tuyệt vời rồi. Ăn tiền rồi. Chạm được cái trái tim tôi. Trinh có những cái mới rất đặc biệt. Thứ nhất là cái giọng hát, về cái giọng bolero mà giọng hát khàn rất là gây chú ý cho khán giả. Cái thứ hai, cái điểm ưu thế của Trinh á là cái bề ngoài. Trinh cao, đẹp và giọng hát rất hay, rất tốt và rất lạ để biểu hiện một bài nhạc bolero. Và tôi chấm là chấm cái điểm đó. Bây giờ sẽ là số điểm từ phía ban giám khảo. Nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tính. Ca sĩ Đông Đào. Danh ca Thái Châu. Tay cầm không được luôn. Thôi em đưa giùm cho nha. Em đưa giùm. Vâng, 3.10 dành cho Phương Trinh Jolie. Bạn ấy đã rớt nước mắt rồi thưa quý vị. Một sự xúc động không hề nhẹ. Số điểm của danh ca Phương Dung chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ là quyền quyết định của giám khảo khán giả tại trường quay, trong đó có các nhà báo. Bắt đầu. Điểm của giám khảo khán giả tại trường quay, trong đó có các nhà báo, dành cho Phương Trinh Jolie là 9,5 điểm. Chúc mừng bạn. Đừng quên số bình chọn của Phương Trinh Jolie là 06 nhé quý vị.